Xin chào cả nhà. Hải sản ốc hương. Con mực nang. Con mực nang 150. Tôm bé không? Cái gì 3 lạng hả? 45. 45.000. 40 với 50 là 90. 100.000 xu. Cái gì 2 lạng mấy? Hả? 2 lạng mấy sao 50? Ốc hương. 52.000. 26 thì 52.000. 52.000 với 90. 52.000 với 30. 4 chục là anh coi thử có cái thúng nào mới vô không để quay từ thúng lên có gì cho cô chú anh chị các bạn xem mà không thấy gì hết. Này có 2 con cá muống. Cá muống bé 14. Dạ 2,5 chị bé. 200 đi. Đi 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 đi. Hai trăm rưỡi mà chưa có bán cả nhà mình cá muống. Con này là mấy con này để làm mồi. Con này là ốc hương. Ốc hương còn sống này cả nhà mình bò này. Ốc này nãy Tí Xu thấy bán 200 một ký. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng vậy đó, cho tôi đùa bài 240.000 hai con cá đó. Bên này có mấy con ốc hương. Ở đây có một cây bóng vừa lên gậy á, gậy mấy ngày bự em biết qua mua cho luôn. Vậy hai không mà cô nương à, hai con nghĩa đều gãy kèn hết này, ai mua gì cho đâu. Vô một cái là quá trời người luôn. Hôm kia là tâm tích. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy xung quanh ha, mọi người mua hàng để đem ra chợ bán nè, đông vui lắm. Này, con nhìn kỹ lại, hai trăm rưỡi mày để bé nổ nước ra. Nước lớn em phải kéo vô này cả nhà mình. Ở đây mọi người đang
Ốc. Ốc hương. Những chiếc cá. Mà đi coi cá nha cả nhà. Cá ghẹ. Rồi. Bên này có nữa nè, đi xem qua đây. Qua đây cá mới ra nè. Đun rau từ từ. Mấy người này cá đục. Ồ. Trời ơi trả nhiều mấy anh chờ nó qua. Cá đầu. Cá ngé. Ghẹ mới lên nè. Bong bóng bong bóng. Còn chín không? Đóng thiệt đó, mình ra thấy nha mọi người ngựa vui chưa đó hả? Thôi cho anh chị các bạn thấy là buổi sáng ở trên bãi trước cùng mỗi né này rất là đông vui nhộn nhịp vậy nè. Mọi người sẽ đi mua rồi em ra chợ bán. Ờ, bây giờ mua ở đây mà gặp khách nào mà đi xuống mà tìm mua mà đúng cái là bán luôn tại chỗ đó. Thì hôm nay Tisu ra đây để quay quay biển ha, để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Thì bây giờ thì xin chào cả nhà mình ha, và hẹn gặp lại ở trong những cái chương trình lần sau. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an.